cho những ai xứng đáng ở Việt Nam. Hiện nay số lượng có hạn 3.000 cái. Kiểu như thế. Vâng ạ, em cảm ơn. Đúng không? Thực ra anh Trung, anh vừa làm một việc mà là xu hướng của dân marketing. Dạ. Đấy là livestream bán hàng. Vì kể cả những nhân vật rất nổi tiếng, nổi tiếng thuộc loại giàu nhất thế giới. Vâng ạ. Cũng tiến hành livestream bán hàng. Cho em đánh giá của em rằng là livestream bán hàng có thể áp dụng trong lĩnh vực rất là khó khăn là bất động sản được không? Được ạ. Nếu mình biết làm, em nói đi. Như lúc nãy anh có chia sẻ, sếp Thành có chia sẻ, đấy là đang ứng dụng công nghệ, tức là mô hình 3D thậm chí là 4D vào, thì khách hàng sẽ có cái nhìn tổng thể qua đó. Coi như là nếu ví dụ như khách hàng ở quá xa, khách hàng không thể đến, hoặc khách hàng thậm chí là từ nước ngoài, khách hàng nước ngoài vẫn có thể mua đất ở Việt Nam là chuyện bình thường ạ. Khách có thể nhìn thấy, à, cái mô hình này nó là như thế này, xong rồi có thể comment là cho anh nhìn dễ rõ hơn bên trong cái cửa nó như thế nào, hướng như nào, em chỉ cho anh hết. Thì em nghĩ là cái đó có thể. Tiết lộ với sếp Tiến là 2 năm gần đây là tốc độ tăng trưởng từ kênh online của nó là 30% một năm. Vâng, tôi biết thế đấy nha, tôi mới đang cố ý giới thiệu anh.